hậu Mỹ chê thẳng mặt Hờ Hen Nhê có tiếng Anh kém và đây là cái kết. Sự việc đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp mấy ngày qua. Trong clip livestream trên trang cá nhân cách đây ít hôm, các đại diện của Mỹ, Colombia và Australia thể hiện cảm nhận của họ về hai đại diện Việt Nam và Campuchia tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Ngay sau khi được hỏi về Hờ Hen Nhê, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn Vũ Colombia ngồi cạnh cô cũng thốt lên. Cô ấy rất dễ thương. Đại diện Colombia nói thêm, cực kỳ thời trang và quý phái. Còn Sarah Rosemer diễn giải, cô ấy giả vờ như biết rất nhiều tiếng Anh. Rồi khi bạn hỏi cô ấy một câu sau một hồi trò chuyện, cô ấy ngơ ngác, cô ấy thật đáng yêu. Xem đoạn clip này, nhiều fan Việt nhận xét Summer chỉ có ý khen Hờ Hen Nhê và không hề chê bai khả năng tiếng Anh của đại diện Việt Nam. Ngược lại, cô còn đánh giá cao nỗ lực hòa nhập của Hờ Hen Nhê dù bất đồng ngôn ngữ. Ở Việt Nam, đoạn clip không hề gây dư luận xấu. Mặc dù vậy, trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả Thái Lan mới là người tức giận thay cho đại diện Việt Nam. Một fanpage Thái Lan đăng ảnh vụ bê bối của Sarah Rosemer và cho rằng Hoa hậu Mỹ có ý xúc phạm, bẩn cợt khả năng tiếng Anh của Hờ Hen Nhê. Nhiều bình luận phản đối, chỉ trích Hoa hậu Mỹ. Nhưng rắc rối lớn hơn của Summer xảy đến khi cô nàng bàn về khả năng tiếng Anh của đại diện Campuchia là Nadra. Trong clip, cô bày tỏ sự thông cảm với đại diện Campuchia vì bất đồng ngôn ngữ nên khó giao tiếp với những thí sinh khác. Dù đây là thông điệp tích cực và không ác ý, nhưng người hâm mộ Campuchia lại phản ứng rất dữ dội. Trong suốt những ngày qua, trang Instagram của đại diện Mỹ bị tấn công liên tục bởi hàng nghìn bình luận gay gắt. Cô bị nói là giả tạo, ra vẻ thân thiện, dìm thí sinh của nước khác. Hoa hậu Mỹ tệ nhất. Để xử lý khủng hoảng, Sarah Rose đã đăng tải một vài nội dung giúp làm rõ thông điệp của cô. Đầu tiên, cô livestream giải thích mình không hề có ý xúc phạm đại diện của Việt Nam và Campuchia, trái lại còn rất yêu mến họ. Sau đó, cô đăng ảnh chụp chung với Hờ Hen Nhê và quay clip đến xin lỗi, trò chuyện với Nadra. Cô còn sử dụng công cụ dịch của Google để trò chuyện với người đẹp Campuchia. Trước đó, chính đại diện Campuchia, Nadra, cũng phải livestream giải thích cho Summer trên trang cá nhân của mình. Cô bật khóc vì những hiểu lầm không đáng có. Để kết thúc sự việc, Hoa hậu Mỹ đăng một bài dài trên Instagram nói về ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội. Cô viết, tôi rất biết ơn vì có thể chia sẻ tình yêu, niềm vui và sự ngốc nghếch của mình qua mạng xã hội. Nhưng dư luận cũng có thể rất độc ác và tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi. Người ta có thể cắt ghép và chỉnh sửa video để thể hiện một thông điệp hoàn toàn khác ý định ban đầu. Summer kêu gọi người dùng mạng xã hội hãy chọn chia sẻ niềm vui và những điều tích cực thay vì lan truyền tin đồn sai lệch. Hot, Hoa hậu Hờ Hen Nhê bất ngờ vượt qua vòng phỏng vấn kính nhờ phiên dịch. Trước khi đến với phòng thi bán kết, các người đẹp Miss Universe phải vượt qua phòng phỏng vấn đầy cam go. Đại diện Việt Nam Hờ Hen Nhê được xếp chung nhóm với South Africa và Venezuela. Cả ba người đẹp đều trở nên lịch thiệp cùng với suit trắng. Với mẫu trang phục này, giúp đại diện Việt Nam trông trưởng thành, chín chắn và vô cùng phong độ. Với vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng, đồng thời thần thái toát lên sự chân thành, mẫu mực, Hờ Hen Nhê đã có thể tự tin vượt qua vòng phỏng vấn đầy thử thách. Như đã xác nhận từ đầu, người đẹp đã sử dụng đến phiên dịch viên để không đánh mất ý nghĩ của mình khi tự nói tiếng Anh, đồng thời sử dụng tiếng mẹ đẻ để trả lời cũng là một phương pháp tạo ấn tượng đối với ban giám khảo quốc tế. Vòng phỏng vấn kính này sẽ chiếm số điểm khá cao trong tổng các phần thi được diễn ra tối nay. Hy vọng với sự đầu tư chuẩn mực này, Hờ Hen Nhê sẽ vượt qua những cái bóng không nổi lên được của nhan sắc Việt tại Miss Universe những thời kỳ trước đây. Hoa hậu Hờ Hen Nhê buộc phải làm điều này vì rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Hoa hậu Hờ Hen Nhê đang bước vào ngày hoạt động thứ 3 tại Miss Universe 2018. Trên trang cá nhân, cô giao lưu trực tuyến với khán giả, cho biết các thí sinh hiện hoàn tất quá trình thử đồ, chụp ảnh dạ hội và ghi hình phỏng vấn. Hờ Hen Nhê là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất nên đã hoàn thành xong các thủ tục nên có nhiều thời gian rảnh rỗi trước khi bắt đầu hoạt động chính thức. Lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới, Hờ Hen Nhê không cảm thấy áp lực, ngược lại cô cảm thấy khá tự tin và thoải mái. Ý thức bản thân bị hạn chế về tiếng Anh, Hờ Hen Nhê cố gắng giao tiếp, nói chuyện càng nhiều càng tốt tại cuộc thi. Từ nào không rõ, cô tra từ điển ngay trên điện thoại để hiểu nghĩa và phát âm theo chuẩn. Nếu có câu nào thú vị hay ho nghe được, Hờ Hen Nhê chủ động ghi lại để bản thân vận dụng trong những ngày hôm sau nếu phù hợp. Mặc dù phát âm chưa chuẩn hay sai ngữ pháp,
Hờ Hen Nhê vẫn rất vui khi mọi người xung quanh vẫn hiểu ý của cô và sẵn sàng hướng dẫn. Ngay cả phần thi, ghi hình phỏng vấn đầu tiên, Hờ Hen Nhê cũng chọn tiếng Việt để giới thiệu bản thân. Mong mọi người ở nhà đừng soi vốn ngoại ngữ và Hờ Hen đang cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, người đẹp nói. Hiện các thí sinh các nước tập trung đầy đủ tại Bangkok, Thái Lan. Theo đánh giá của Hờ Hen, các người đẹp đều xinh đẹp, lộng lẫy và đáng yêu, khiến cô cảm giác như mình đang đi giao lưu và gặp gỡ mỹ nhân trên toàn thế giới. Thay vì áp lực thi cử, đại diện Việt Nam dành lời khen cho Hoa hậu Mỹ Sandra Summers về sự thân thiện khi liên tục gọi tên cô lần đầu gặp nhau. Thí sinh Hàn Quốc ở chung phòng với Hờ Hen Nhê và cả hai gắn bó xuyên suốt với nhau trong nhiều hoạt động như ăn uống, tập gym. Đang dự thi quốc tế, nhưng Hờ Hen vẫn theo dõi các sự kiện tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô đăng tải video catwalk cùng quốc kỳ cổ vũ đội tuyển nước nhà chiến thắng đội tuyển Philippines tại vòng bán kết AFF Cup 2018. Cô cũng chụp bức ảnh cùng Hoa hậu Philippines và gửi lời chúc. Hen chúc cả hai đội tuyển sẽ cống hiến cho khán giả trận đấu tuyệt vời và thành công. Cuộc thi Miss Universe 2018 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với 93 thí sinh tham dự. Đêm chung kết được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 12. Đương kim Hoa hậu của Nam Phi sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Tiểu sử và những điều chưa từng công bố về Hờ Hen Nhê, niềm hy vọng cuối cùng của Việt Nam 2018. Hờ Hen Nhê là một người đẹp đến từ Đắk Lắk. Cô bắt đầu được biết đến từ khi tham gia cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2015. Sở hữu chiều cao 1m75, gương mặt góc cạnh đầy cá tính. Ai cũng nhận xét Hờ Hen Nhê rất hợp với nghề người mẫu. Được biết khi đang học đại học năm thứ 2, Hờ Hen Nhê đã bắt đầu đi diễn, được chụp hình và đi catwalk. Cô cảm thấy rất thích thú với công việc này. Trong cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2015, Hờ Hen Nhê là một nhân tố mang đến rất nhiều thú vị cho chương trình. Mặc dù cô không phải là người giành chiến thắng, thậm chí Hờ Hen Nhê được ban giám khảo cuộc thi gọi là tắc kè hoa vì cô luôn thay đổi không ngừng. Người đẹp gốc Đắk Lắk từng là một trong những gương mặt người mẫu mới triển vọng mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã phát hiện trong show diễn Twin của mình từ cuối năm 2014. Đây cũng chính là khoảng thời gian đầu khi Hờ Hen Nhê mới chập chững bước vào làng mẫu Việt. Người đẹp từng tâm sự, khi còn là một sinh viên, mỗi lần xem các cuộc thi nhan sắc, Hờ Hen Nhê cảm thấy rất ngưỡng mộ các hoa hậu như Mai Phương Thúy, Trương Thị Mai. Từ đó cô có niềm đam mê và muốn được thử sức trên đấu trường nhan sắc Việt Nam cũng như thế giới. Và đúng như hy vọng, Hờ Hen Nhê đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017 và xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất. Vừa đăng quang, thông tin Hờ Hen Nhê khó khăn tài chính, nợ nần chồng chất cũng được công khai. Tiết lộ tin nhắn Hờ Hen Nhê hỏi vay 500.000 đồng trước khi thi chung kết, người bạn này cũng cho biết tân hoa hậu vẫn đang nợ một người khác 4 triệu đồng. Không nói ra, sẽ không ai biết rằng Hờ Hen Nhê đã phải trải qua vô vàn nỗi vất vả, một mình đôn đáo lo cuộc sống. Thậm chí cô đã từng làm ô xin, mỗi bữa ăn chỉ 10.000 đồng. Hờ Hen Nhê thú nhận cô từng rất thiếu thốn, không có cả những vật dụng nhỏ nhất khi đến với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cô gái AD đã làm nên điều kỳ diệu, thay đổi cuộc đời của mình. Sau một năm đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, Hờ Hen Nhê chia sẻ, trở thành hoa hậu không có nghĩa bạn nghiễm nhiên nhận một đống tiền từ trên trời rơi xuống. Tôi vẫn phải làm việc, danh hiệu giúp tôi nhận nhiều lời mời đi diễn, đóng quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu, thu nhập nhờ thế cũng tốt hơn. Trước đây gia đình tôi có nhiều khoản nợ, giờ tôi vô cùng tự hào, hạnh phúc vì đã trả gần hết số nợ này cho bố mẹ. Thời gian tới tôi muốn sửa sang lại căn nhà của gia đình ở Đắk Lắk. Tôi đã có tiền cất nhà nhưng chưa thu xếp được thời gian để cùng gia đình bắt tay chuẩn bị mọi việc. Sau một thời gian tập luyện trao dồi kiến thức, sáng ngày 29 tháng 11 vừa qua, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đã đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe 2018 chính thức lên đường sang Bangkok để tham gia cuộc thi. Chỉ một tuần tham dự Miss Universe, Hờ Hen Nhê đã gây được ấn tượng khi liên tiếp xuất hiện trên tạp chí danh giá The Vogue Thái Lan. Cô cũng là một trong số ít thí sinh tạp chí Vogue Thái lựa chọn đăng tải trên các trang cá nhân chính thức của tạp chí. Như hình ảnh của Hờ Hen Nhê, kể cả như hình ảnh chụp chung giữa cô và các thí sinh đều có lượt tương tác tốt, chỉ đứng sau đại diện Philippines, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị năm nay. Đội nhan sắc cùng 90 người đẹp đến từ khắp các nơi trên thế giới, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ lưỡng, Hờ Hen Nhê đang vô cùng sung sức và nỗ lực hết mình tại đấu trường nhan sắc quy mô nhất nhì hành tinh. Hiện tại, đại diện Việt Nam vẫn đang giữ vững phong độ và được đánh giá khá tốt. Sự đầu tư trang phục cực khủng của Hờ Hen Nhê còn được cư dân mạng quốc tế để mắt đến.
người hâm mộ Việt đang đặt trọn niềm tin vào người đẹp đến từ Đắk Lắk. Hy vọng Hờ Hen Nhê với nhan sắc và tài năng nổi bật của cô sẽ làm nên chuyện trong lần mang chuông đi đánh xứ người này.